Sáng 7 tháng 7 tại thành phố Kon Tum, Hội đồng Nhân dân tỉnh Kon Tum đã tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 10 khóa 11, nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 7. Tại kỳ họp, các đại biểu xem xét thảo luận về tình hình thực hiện phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng xem xét cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, được Bộ Chính trị điều động về làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.